Nói đến loài hoa tượng trưng cho mùa xuân mới, có lẽ hoa anh đào luôn là một trong những cái tên được nhắc tới đầu tiên nhất. Vì cứ mỗi mùa xuân đến, rất nhiều nơi trên trái đất này như được bao phủ một tấm choàng đa sắc từ tím, đỏ, hồng tươi, trắng, vô cùng lộng lẫy và sặc sỡ. Hoa luôn nở bạt ngàn với quy mô lớn, là loài hoa tượng trưng cho sự ấm áp, thuần khiết và cao quý, còn được người dân Nhật Bản tôn vinh là quốc hoa. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến tham quan một vườn hoa có cái tên là Vườn Hoa Anh Đào Tân Phong. Xin chào các bạn. Cứ mỗi dịp Tết đến, khi mà thời tiết ấm dần lên thì cũng là thời điểm mà mùa hoa anh đào vào chính vụ. Tuần trước thì tôi có nói chuyện với anh bạn tôi và anh ấy nói là có đến thăm vườn hoa anh đào này. Và thời điểm đó thì hoa đã nở 30-40% rồi. Nên là hôm qua là ngày cuối tuần thì tôi gọi điện đến trung tâm dịch vụ khách hàng của khu vườn để tư vấn và được biết là thời điểm này thì hoa đã nở đến 70-80% rồi. Tức là đây là thời điểm có thể coi là đẹp nhất của mùa hoa trong cả năm. Nên là nếu tôi muốn đến tham quan thử ngọn hoa thì tốt nhất là đi đến vườn hoa này trong thời điểm này. Thế nên là tối qua thì tôi đã quyết định luôn đặt vé và sáng sớm xuất phát từ rất sớm và giờ đã có mặt ở đây để bắt đầu cuộc hành trình của tôi khám phá cái vườn hoa này. Đây là vườn hoa có cái tên là Vườn Hoa Tân Phong, thuộc huyện Tân Phong, thành phố Thiệu Quang, tỉnh Quảng Đông. Có tất cả hơn 20 loài hoa anh đào được trồng ở nơi đây, nhưng chiếm tỷ lệ lớn nhất là hoa anh đào Hàn Phi và hoa anh đào 8 lớp, hay còn gọi là anh đào mẫu đơn, loại hoa bông to, có 8 tầng cánh, rất đẹp. Đây có thể coi là một trong những vườn hoa lớn nhất của tỉnh Quảng Đông với 800 mẫu và với hàng vạn gốc hoa anh đào, được trồng bởi đôi vợ chồng người Đài Loan. Họ đến đây sinh sống định cư, sau đó khai phá vùng đất này từ 10 năm trước. Mỗi năm thì họ trồng thêm được một chút và cứ vậy tích lũy từ năm này qua năm khác thì đến giờ nó đã trở thành một vườn hoa cực kỳ quy mô, cực kỳ lớn. Hầu hết các cây hoa đang nở rộ trong thung lũng vào dịp này đều là loại hoa anh đào Hàn Phi, người Đài Loan gọi đó là hoa anh đào núi. Hoa có màu hồng đậm, nở thành từng chùm, treo trên cành như những chiếc chuông. Với bầu trời xanh, mây trắng làm nền, những chùm hoa khẽ đung đưa trong gió khiến du khách có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên. Thời tiết ở Quảng Đông thì tương đối nóng nên là thực ra thì nó cũng không phải là lý tưởng để cho các loài hoa anh đào sinh trưởng và phát triển. Nên mặc dù nó nở hoa nhưng mà hoa nó cũng không rực rỡ và nó không nở rộ được như là những vùng đất ở Bắc Bán Cầu, như là phía Bắc, Đông Bắc của Trung Quốc hay Nhật Bản hay Hàn Quốc. Tôi lúc đầu thì dự định là sẽ bố trí một thời gian sau Tết, sau đó là lên Vũ Hán hay là Vô Tích hay là Nam Kinh. Thì những vùng đất trên đấy thì hoa anh đào nó nở rộ và nó nở đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà sau thì lại nghĩ đang trong dịp Covid nên là cái kế hoạch cũng như là những cái quyết sách của chính phủ ở Trung Quốc nó thay đổi liên xoành xoạch không biết đâu mà lần cả, sống ngày nào biết ngày đấy.
nên là giờ thì còn đi được thì cứ đi, nên là đúng trùng với lại cái dịp mùa hoa nên là tôi đã quyết định đến vườn hoa này. Mặc dù có lẽ là về quy mô nó không thể so sánh được với những vườn hoa anh đào ở trên vùng Đông Bắc Trung Quốc được. Đây là bản đồ phân bố các mùa hoa anh đào ở Trung Quốc. Hoa anh đào được trồng tập trung chủ yếu ở Vũ Hán, Quý Châu, Vô Tích, Thượng Hải, Côn Minh, Bắc Kinh, Đại Liên. Còn ở Quảng Đông thì được trồng tập trung chủ yếu ở thành phố Thiệu Quang. Cũng chính là nơi mà giờ mình đang tham quan. Do cái vườn hoa này vô cùng rộng lớn nên là với 2-3 tiếng đồng hồ buổi chiều thì tất nhiên là mình sẽ không thể đi hết tất cả các ngọn đồi. Nên là mình chỉ chọn mấy ngọn đồi ở phần trung tâm, đi dọc theo các lối mòn ở xung quanh ngọn đồi, vừa đi vừa chụp ảnh quay phim. Hoa đẹp quá các bạn nhỉ, một màu đỏ thắm rất sặc sỡ. Hoa anh đào có rất nhiều giống hoa khác nhau. Theo thống kê có tới hơn 300 loài hoa, có khoảng 150 loài hoa anh đào dại trên thế giới, trong đó có hơn 50 loài được tìm thấy ở Trung Quốc. Một số khác là các giống có nguồn gốc từ việc lai tạo. Vì trước đây thì tôi đã đi nhiều vườn hoa anh đào ở tỉnh Quảng Đông rồi nên là tôi biết cái hiện trạng của nó. Nên là lần này thì tôi cũng không kỳ vọng lắm. Nhưng mà khi đến đây rồi thì tôi thực sự bị choáng ngợp. Nó mang đến cho tôi rất nhiều điều bất ngờ. Tôi cũng không nghĩ là nó nở đẹp, nó nở rộ mà nó hoành tráng như thế này. Đây các bạn, tôi quay vòng cho các bạn xem. Nó không chỉ là những cây anh đào đơn độc mọc lẻ loi mà nó mọc thành từng đám, thành từng cụm rất là lớn. Trông nó thành từng mảng hoa đỏ tươi phủ khắp các sườn đồi. Wow, khung cảnh quá tuyệt vời phải không các bạn? Nó có thể khiến ngay cả những người không có hứng thú gì với hoa lá cũng phải nhấc máy ảnh điện thoại lên làm vài pô. Là đất nước trồng nhiều hoa anh đào nhất trên thế giới, nhưng theo nghiên cứu thì Nhật Bản cũng không phải là quê hương của loài hoa này. Hoa anh đào có nguồn gốc hoang dã từ những vùng đất thuộc vành đai ôn đới của dãy Himalaya. Nhưng cũng phải chú thích thêm là thông tin mình lấy từ nguồn mạng Trung Quốc nên có thể chỉ là một cái nhìn một chiều, mang tính tham khảo mà thôi. Cứ đâu có hoa là ở đó có chị em phụ nữ, quá đông vui luôn. Bạn nào hay sang Quảng Châu du lịch mua sắm, nếu mà các bạn đi vào dịp cuối năm thì có thể lựa chọn ghé thăm khu vườn này. Thực sự là nó rất ấn tượng, rất đẹp. Và nó cũng cách Quảng Châu không xa, khoảng 200 km, và đi hết khoảng 3 tiếng. Vì thung lũng rộng lớn nên tới đây bạn có thể lái thẳng xe vào khu vườn để tổ chức bữa ăn ngoài trời cùng gia đình, bạn bè dưới những tán cây anh đào, dựng lều cắm trại và thậm chí ngủ qua đêm nếu các bạn chịu được cái giá lạnh của ban đêm trên đỉnh núi. Thưởng thức cái bầu không khí trong lành và đón nhận những tia nắng bình minh trong trẻo vào sớm mai chắc chắn là sẽ rất sảng khoái.
cảnh dẫu có đẹp đến mấy thì rồi cũng đến lúc con mắt phải mệt mỏi. Chuyến tham quan vườn hoa anh đào của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Buổi chiều thì mình qua tham quan một ngôi làng cổ tên là Tây Điền ở gần với khu vườn này. Giới thiệu với các bạn một chút về những nét kiến trúc của nhà cửa vùng nông thôn Trung Quốc khi xưa. Sau đó thì tiện tham quan vườn hoa cải dầu trong khu làng đó luôn. Hồ Xin Bê, Khơ Gia Chuyến Lấu Chỉnh Trù, Hồ Tâm Bối, quần thể kiến trúc của người Khách Gia. Buổi chiều thì tôi đi vào thăm một ngôi làng cổ và vườn hoa cải dầu trong làng. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, trời nắng trong xanh nên là cảnh tượng trông rất là bắt mắt. Quần thể kiến trúc Hồ Tâm Bối là ngôi làng của người hệ tộc Khách Gia, một trong 7 hệ tộc nhánh của dân tộc Hán. Mỗi hệ tộc có bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và tập tục độc đáo riêng, phân bố ở khu vực riêng biệt. Hệ tộc Khách Gia sống tập trung chủ yếu ở các tỉnh Quảng Đông, Giang Tây và Phúc Kiến. Hồ Tâm Bối tọa lạc tại làng Nam Đường, thị trấn Giang Vĩ, được xây dựng từ thời nhà Minh, có diện tích khoảng 300.000 m², có lịch sử hơn 500 năm, bao gồm 59 khu nhà, ngoại trừ 27 công trình đã sụp đổ, phá dỡ hoặc được xây dựng lại do hư hỏng. Cấu trúc chính và nét nghệ thuật của 32 ngôi nhà cổ vẫn được giữ nguyên như dáng vẻ ban đầu. Đây là hoa sinh thảo mà? Không phải hoa sinh thảo, cái này là hoa sinh bình. Ồ, hoa sinh bình à? Ừ. Là gì vậy? Các bạn bán 是什么样子的饼呢？这里有没有？这里有卖那个。哦，在里面有卖是吧？这里有卖。嗯。我们吹烂了，然后压制是吗？压制，但是放那个花生油。哦，放花生油啊。嗯。对了，好香。你没见过吗？哦，那个手不能放里面哦，很脏的哦。 要不要吃？要不要？要不要？谢谢。爸爸，你可以拿一个，拿一个，拿一个。要要的，要要的，要要的。好不好吃？好，那现在收钱哈，每人5块。收钱了。收钱了，给了，没钱了，那就把你留下来了。 Đố các bạn biết đây là cái gì? Đó, đây chính là màng đậu hay còn gọi là váng đậu. Hay là nó còn có tên gọi nào khác nữa ở Việt Nam mình thì mình không rõ. Cái này để làm thực phẩm, làm đồ ăn. Nó bùi bùi, thơm và rất là ngậy. Ồ, sao mà mai đó? Chưa mà tua, tua hả chén? Bàn chín à? Sứ chiều khoai. Thấu phao cho hảo chữ, được hảo chữ đi à? Làm cái gì? Bùi yêu nằm mà tua 我买这么多就行了。没多少啊。车子有多少？有多少就拿多少了。我怕回去炒不好吃了呢。那8块了。8块好，那就进来8块。Thế là buổi tối mình về mình xử lý luôn, cả nhà khen tấm tắc. Trước thì mình cũng hay mua nhưng mà toàn mua ngoài chợ nên là nó cũ, nó không tươi mới được như cái này. Cái màng đậu này có thể xào với thịt hoặc cũng có thể nấu lẩu, ăn lẩu cũng rất là ngon. Đây chính là cánh đồng hoa cải dầu và chúng ta sẽ qua đó tham quan một chút. Hoa cải dầu được trồng ở rất nhiều nơi tại Trung Quốc, đặc biệt là các vùng đất phía Nam. Ngoài giá trị về mặt kinh tế là hoa để ép lấy dầu, nhụy làm thuốc, cây làm rau ăn, thì cây cải dầu còn có giá trị cao về mặt tạo cảnh quan. Khi mà Tết Nguyên Đán đã cận kề, cũng là thời điểm giao mùa giữa đông và xuân, chúng ta bỏ chút thời gian ra để đến đây hòa mình vào cánh đồng hoa cải, chìm đắm vào sắc vàng của loài hoa này để cảm nhận được sự quyến rũ, sự kiêu hãnh và tráng lệ của loài hoa này.
Mỗi mùa hoa nở, những cánh đồng hoa bạt ngàn vàng óng luôn thu hút rất nhiều du khách tới tham quan thưởng ngoạn, tạo thêm thu nhập, thúc đẩy cho du lịch địa phương. Hương thơm phảng phất theo gió lan tỏa đến khắp cánh đồng, thu hút ong bướm từ các nơi quần tụ lại, cảnh sắc như thể trên cõi thiên thai, khiến cho du khách say sưa nán lại không nỡ rời bước chân. Hoa cải dầu mượt mà, mong manh, đơn giản và thuần khiết, mang hy vọng gieo vào mùa thu. Vậy là mặt trời đã dần xuống núi và chuyến đi của mình trong ngày hôm nay xin được dừng ở đây. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi đến phút giây này. Hy vọng các bạn sẽ thích video và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.